trước mặt cũng thất bại lắm. Dạ. Mà từ mình nuôi ông tới giờ gia đình mình cũng được, gia đình cũng im ấm, nghe cũng được, mà có những ly kỳ như thế nào thì mình cũng biết, chứ còn thấy chỉ mừng ăn được, gia đình con khác mừng ăn không. Dạ. Như là từ khi nuôi ông ở đó thì gia đình mà ăn được. Dạ. Thì thấy thực tế mình chỉ ở shop mình thấy như con của chị là đi mừng ăn này, thấy nó cũng thấm khác hơn, không biết. Dạ. Nhưng mà cuộc sống nó ổn hơn. Cuộc sống nó không ổn. Dạ. Nó ổn hơn. Dạ. Dạ. Đó, ông để lên kìa, ông để mỏ lên kìa. Đó. Hay gì ta. Chị kêu ông để lên hoài luôn kìa. Không, nhìn cái khuôn mặt của ông Hợi là nó khác hơn. Đó, ông để lên kìa. Nó khác hơn con heo thường của mình. Nó là nó bự, nó dạng dở hơn á. Nó to con hơn, rất là nhiều. Được rồi chị ơi, được rồi chị. Thôi gì được rồi chị. Thấy cũng như là nó dạng dở hơn. Dạ, con xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại con đang đến thăm một nơi ở vùng Bảy Núi An Giang đó cô chú anh chị ơi. Nơi mà đang có ông heo sáu móng. Ông Hợi sáu móng. Dạ. Dạ, ông Hợi sáu móng. Dạ, thì bây giờ con sẽ cùng cô chú anh chị mình cùng đi xem ông Hợi nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Dạ. Dạ thì cô chú anh chị ơi, trước khi muốn quay á thì mình phải xin phép ông Hợi. Ông Hợi mới cho mình quay nha cô chú anh chị. Còn không thì ông Hợi sẽ đi qua đi lại hoài. Dạ. Bỏ là ổng rồi anh em mấy chị đi bắt về là bà chị này bà mới nuôi rồi nó ngay mấy tôi cũng sáng về tôi mua một cháo cho ăn thôi cho ông ăn nhá. Mình làm nó sẽ ngay bà lúc đó có mấy còn nhỏ lắm, nó làm cái chuồng ngoài kia rồi để đem vô, rồi có thằng ở sớm nó ăn nhậu á nó gặp bỏ vậy đó. Ủa, thế nào nó sắp cho một cái cây gì trời? Hai ba thằng mới nói gì nè, nó nói là thôi mấy mình này xuống nha ông ấy. Ê dồ xích lên miếng đam đi dồ của dạ. Nó bỏ thôi mình bằng thịt mình nhậu. Mà nói như vậy thì mấy nó bị bệnh đó rồi sao? Cái ngày sau đó nó đâu biết, ba thằng luôn. Dạ ba thằng bị bệnh luôn. Ừ. Nhức đầu mệt mỏi mà ngồi không được rồi nó mới xuống. Rồi cái thằng dưới này nó dạng ông bà nó cũng đổ nó coi chừng nó chơi như là con heo nó không chịu. Đi ra đòi đưa ông đi về Sóc Trăng. Rồi đòi đưa đi không chịu thì ba thằng lại nó giá làm thầm mà chính mấy đó nó nói mình là, tự nguyện. Ừ, không ai. Mấy người ta không biết thầy giá không, nãy giờ đã. Là mình nói nghe là mấy bà chị này bà cũng không biết luôn, mà chỉ có ví dụ kỳ đó tôi uống cà phê chung rồi mấy nó nói là tôi mới biết. Dạ. Chứ đâu biết, mấy ngày ổng cũng có sự linh thính nói chung là vậy. Dạ. Nhưng mà ông cho quay thì ông đi qua lại, ông đi vòng lại lần qua. Dạ, ông Hai không cho quay là ông đi tới đi lui hoài vậy đó. Mà ông la làng la lưỡi hoài. Dạ, còn ông cho quay thì ông im ru cho mình quay vậy đó. Thì mình
thằng qua cũng vậy, thằng con anh lại nó quay đó. Dạ. Nó nói là thôi cho quay đi, lát nữa con Hùng vô mua thức ăn cho ông. Rồi ổng nó nghe là dưỡng nghe chứ nghe ha. Ừ, đúng rồi, ổng mình lại vuốt vuốt luôn, mày kể vuốt vuốt luôn mà. Dạ. Là mà vuốt thì ổng cho quay, không phải mình vuốt vuốt nó, ông cho ông quay đi rồi cho tiền chủ nhà mua thức ăn cho ông vậy đó. Nghe là hôm qua cũng có qua một anh nào đó là cho 50. Dạ. Con tôi nó cũng có 50. Dạ. Còn mấy anh kia thì nó cũng có anh cho anh không. Dạ. Thì từ đó giờ nó chung đây cho gạo để mỏ này đây. Để mỏ rồi có gì đâu. Rồi cái răng anh u ra đó. Đó ông để lên kìa, ông để mỏ lên kìa. Đó. Hay gì ta? Chị kêu ông để lên, ông để lên hoài luôn kìa. Không, nhìn cái nhìn cái khuôn mặt của ông Hợi là nó khác hơn. Đó, ông để lên kìa. Nó khác hơn con heo thường của mình. Nó là nó bự, nó dạng dở hơn á. Nó to con hơn rất là nhiều. Được rồi chị ơi, được rồi chị. Thôi gì được rồi chị. Thấy cũng như là nó dạng dở hơn. Nó bự hơn là con. Dạ ở chị. Này thì đã giúp đỡ nhưng mà người ta có đem cho rau cải thôi. Dạ, chị có những cái câu chuyện ly kỳ về ông Hải á chị. Chị có được biết cái câu chuyện đó không ta? Cũng như về ông hả? Dạ, những câu chuyện về sự tích của ông nữa chị. Không có nghe. Dạ, chị cũng không được nghe. Ông mà ông Hải đây là tại vì như là nghe người ta nói những cái chùa mà nuôi em móng này nè. Dạ. Người ta chôn á, hình ra ổng được, tôi kêu ổng bằng ông. Dạ, ổng thì được ha. Tôi cũng nghĩ rằng là nữa ổng chết đi thì sống thì tôi nuôi, chết thì tôi cũng chôn ổng vậy đó. Dạ. Chứ mình không có, ai nói mình cũng không có gì. Thì cũng như là ông Hợi rồi hàng ngày cũng như là ăn thức ăn. Ừ, thức ăn với rau gì phải gì đó. Cái này bộ đứa nào lấy thì cho ông ăn cái gì nè. Dạ, chắc vòng vòng sớm cho ông ăn đó. Dạ. Vì là mình cho thức ăn thôi chứ mình không có nấu. Không có nấu ha. Dạ. Ví dụ như cơm nguội là gì mình bỏ vô đó thì ông vẫn ăn được. Tại vì hồi đó ông Bú Quỳnh thì không ăn được. Chứ giờ có mấy hồi làm tới giờ thì trong đó thì ông ăn được. Vì là hồi nhỏ là ông Hợi là Bú Bình. Bú Quỳnh như bình ăn nít vậy đó. Như nít vậy đó. Thì như quậy vô cái thùng đó rồi tôi mới mở nắp ra tôi nhận. Tôi dặn nắp lại đút ông uống. Dạ. Tới bây giờ đó ha. Thì cũng như là ông Hợi ở trong rồi có lúc nào mà phóng ra ngoài không chị? Không. Không có, tại cái này là cuộc là gì cái răng ổng bốn cái răng nanh nó méo đó, rồi ổng hả ổng cầm cái cắt nè, rồi cái ổng ấy lên cho nó mắc đó, rồi đau ổng la, rồi thấy gì con nó mới làm đó, ổng đừng hả ổng được, rồi từ làm đó giờ ổng không có bị mắc răng nữa. Là có bố hai lần đó, dù ổng la trên nhà nghe hết hùng chí vậy đó, mắc răng nó dính cái răng vô chỗ, dính cái dạng răng méo đó, rồi ổng cắn cái sắt đó ổng nóng lên hoài, ổng phải hạ xuống thì nó gớt, ổng cứ ấy lên hoài cái mình nặng ổng xuống ổng mới gớt ra được. Vậy là làm ông Hợi là được mấy cái răng nanh? 4 cây. Là 4 cây ha. Còn hai trên hai dưới. Chắc nhìn chắc đâu thấy không chị? Thấy chứ, nhưng mà ông ăn rau này thấy hơi khó vì đóng đen rồi. Rồi. Dạ rồi, thì cô chú anh chị ơi, đó là câu chuyện về ông Hợi ở vùng An Giang, Bảy Núi nha cô chú anh chị. Dạ, thì còn những chuyện lạ và ly kỳ. Sau này con sẽ tiếp tục cập nhật cho cô chú anh chị và kể cho cô chú anh chị được biết nha. Còn bây giờ thì con xin gửi lời chào cô chú anh chị và con chúc cho cô chú anh chị một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Dạ rồi.